Tôi là Phạm Văn Quyến, người sẽ đồng hành cùng các bạn. Cặp đấu tái hiện màn đụng độ giữa hai đội tại vòng bảng, nơi tuyển Anh đã từng đè bẹp Cộng hòa Séc 5-0 ở lượt đi trên sân nhà Wembley, nhưng sau đó thất thủ 1-2 trên sân của đối phương trong trận lượt về. Trận thua 1-2 trước Cộng hòa Séc cũng chấm dứt chuỗi 43 trận vòng loại bất bại ở cả Euro lẫn World Cup. Thành tích đối đầu đang nghiêng hẳn về Tam sư khi họ đã có 11 trận thắng, 4 hòa và chỉ thua 3 trước Cộng hòa Séc mà thôi. Cộng hòa Séc cũng đã phải nhận đến 44 bàn thua và chỉ 22 bàn trước Anh. Đây cũng là một cặp đấu mang đến nhiều bàn thắng khi đã có đến 14 pha lập công xuất hiện trong 4 lần gần nhất hai đội đụng độ nhau. Đoàn quân Gareth Southgate trải qua một hành trình vòng loại gần như hoàn hảo với 7 thắng, 1 thất bại, ghi 37 bàn và thủng lưới chỉ với 6 lần. Thành tích tốt nhất trong lịch sử của Tam sư tại một kỳ Euro là vị trí thứ 3 vào năm 1968. Tại Euro năm 2016, Anh dừng bước tại vòng 1/8 sau thất bại 1-2 trước Iceland. Ngôi sao đáng chú ý nhất của đội tuyển Anh chắc chắn là Harry Kane, người cũng dẫn đầu danh sách đội bóng của Tam sư tại vòng loại với 12 lần lập công. Ở Premier League, Kane đã ghi 11 bàn trong 20 trận ra sân cho Spurs. Hiện tại, tiền đạo của Tottenham đang trong quá trình hồi phục chấn thương để có thể góp mặt cùng với những đồng đội của mình tại Euro 2020. Về phía Cộng hòa Séc, họ đã giành lấy vé tham dự Euro 2020 với vị trí thứ 2 tại bảng A. Họ giành 5 chiến thắng và 3 bàn thua, có 15 điểm và ghi 13 bàn thắng, thủng lưới 11 lần. Thành tích tốt nhất trong lịch sử là vô địch Euro năm 1976 khi còn là tiền khác. Về mặt cá nhân, Patrick Schick là cái tên đáng lưu tâm nhất về phía Cộng hòa Séc. Tiền đạo 24 tuổi hiện là chân sút hàng đầu tại vòng loại của Cộng hòa Séc với 4 pha lập công. Hiện chân sút này đang được cho mượn tại Leipzig và đã nổ súng 7 lần sau 14 lần ra sân tại Bundesliga. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tôi là Văn Quyến,